Miền quê Đông Bắc thân ái chào tất cả mọi người nhé. Hiện nay mình đang có mặt tại một cái nhánh của Hồ Thủy Điện Na Hàng ở tại bên cuối nguồn của đầu Phúc Yên nhé. Đây là quang cảnh hồ này, các bạn nhìn thấy rất đẹp đúng không? Đây và ngay góc phía đầu mom kia thì các bác đang ngồi câu đấy, rất là nhiều cụ đang gắp đây. Và đi theo đoàn của em hôm nay thì có mấy anh em trong tem này đang đã thả cần xong rồi và bây giờ chỉ chờ cá giật thôi. Đây hôm nay đi 4 người tất cả nhá. Khung cảnh thì rất là hữu tình nhưng mà cá thì có lẽ là do vừa sau dịch nên nó vẫn đi nghỉ dưỡng nên là chưa đến đây thăm anh em. Đây ngay góc máy này các bác có thể nhìn thấy là nguyên một biệt đội cần đang xê luôn. Có thể lên đến vài chục chiếc luôn. Đây ở phía đội bạn kia thì đã có hàng rồi nhưng bên anh em mới giăng nên là chưa có gì. Đây trong dịp này mình lên đây thì mình sẽ làm tất cả là 3 tập nhé. Của một ngày hôm trước và một đêm và sang một ngày hôm sau. Các bạn cùng đón xem với mình nhé. Ơi để trộn mồi đã. Ôi mồi ơi. Có lẫn này vào Dạ có chứ. Nhưng mà trộn từng ít một thôi nguyện nhỉ. không? Vài quả một. Đừng đừng để cái mùi dẫn nhau nhá. Không. Chú nào lấy chú nào bẻ ra rồi rồi ok. đó nhá. Để cái túi vang này trộn nhá, còn này bỏ ra đây. Ok. Cảm giác anh. Lo gì? Bỏ. Chú đi mặt ông, chú cho anh một cái phía đi. Bỏ em lấy chân nữa. Trộn ra tính cấu từ giờ đến 8 9 giờ tối. Mẹ mồi thì chuẩn bị bài bán thơm ấy nhỉ. Hả? Thơm không? Tao vốn đi làm gì đâu. Cần 5 mét tựa lắm mẹ. À Duy em tay sạch cởi các túi bóng ra cho anh để anh bốc đấy. Là tất cả hai bao ali phải không? Có mà cứ đi. Có máy không? Hả? Máy còn đâu nữa chỉ câu hai khẩu thôi nhưng mà tí nữa cái đấy, nếu mà cái kia không chịu được thì đến là dùng thôi. Bây giờ đã đóng cá rồi mà biết. Như nhau hết rồi không? Hai túi đỏ này. Ờ như nhau hết. Như nhau hết được mỗi loại khác nhau mà gì? À mở túi này. Mỗi loại khác ấy. Mỗi loại khác nhau hoàn toàn. Lấy túi nào là đóng túi ấy. Ừ. Đóng lại. Cả vừng à. Đừng họ đừng nói. Mà tao không được nói. Đi câu là không nói. Đây, chuẩn bị mồi nhé, cái đầy đủ đây, sợi. Đấy, được gãy dẻo đấy. Làm vài chục quả trước nhé, khoảng một hai chục quả trước. Có sao mà anh hành miếng xem anh cũng đoán như sao. Chưa ra hồ à, chưa chưa thả cần mà đã sợ rồi thì sao mà câu được. Đâu có kia đâu em, mồi cánh. Mồi có chữ Made in China ấy. Đấy. Cái gói này chưa? Có rồi. Cái này lấy chưa? Đấy. Lấy cái búa nhá, không đừng lấy chưa nhá. Còn có đấy đấy, đâu. Cái này để tí ấy thôi. Màu khác à? Cái đấy để tí trộn riêng để làm cái bì ở ngoài thôi Nguyễn. Bóp lại. Duy đổ cái ấy một ong này ra để cho chú. Hành trình chinh phục cá nha mọi người, chờ đón nha, xem nhé. Chào anh em khán giả của miền quê Đông Bắc cái nào.
đều. Mùa này phải bện thêm thôi vì là để một lúc nó sẽ giữa ra hết mà. Bóc cho anh một họ hộp sữa chua nào. Gì? Tay phải sạch tay anh, bây giờ toàn mùi không? Cả cái túi màu xanh ấy. Và túi nước nữa. Có cái ai hộp sữa chua thế ở đây rồi. Bóc cho đổ đi. Đổ hết à? Ừ, đổ hết luôn. Đây, hết rồi đấy. Đâu để anh tự lấy. Lấy cả tay rồi moi ra đi. Rồi. Có vẻ bị ổn đấy. Không nghĩ thấy mùi gì chứ không? Không. Ếch á? Tôi qua được 11 con ngon nhỉ. Vậy ai đi rồi? Thế mà không gọi chú, chú hát là chim đến 11 giờ rưỡi. Lúc mưa sớm chú ngồm ấy. Đấy, 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 lúc đấy mưa. Tánh tí lắm, ảo bắt đi ngoài được. Ta chạy cạp, ảo tí lắm ảo. Bây giờ phải tìm được một cái túi bóng khô ở đây đây. Để làm cái mùi ảo ngon. Tết quá rồi, ông chú anh đó, có được nhiều. Gì gói mùi Trung Quốc này? Chắc có 20-30 con mà. Thế á? Thở ếch. Thôi làm một quả đó. Bắt đầu làm một quả đầu tiên. Tự khởi động phát. Dẻo đẹp đấy. Hồng được câu môn này bao giờ chưa Hồng? Hả? Đấy, thế này rồi, thế này thằng Mai đi mua cần về là... Có mỗi cái thôi. Cái thì mua lấy lưới này thiếu trai. Cái kia lại móc ngược liền. Ăn nó có biết ở trong này có lưỡi đó, chỉ hú hút thôi. Ông ơi. Để trong cái này, cái này. Chiều nào cũng biết. Em cần có mày đến. Chia đều ra như kiểu quả chám. Cái đầu kia anh ơi. Cho nó đớp đớp cho nó mình vụt lên à. Nó kéo đi không? Kéo. Nó còn kéo, nếu mà nó đóng mạnh nó còn kéo cả cần mất cân luôn. Lực mẹ ngủ một cái cân này hồ long mò 2 năm mới lấy được. Bây giờ thế mà cần bền được 2 năm mang về đó sao? Máy móc vẫn chạy bằng bon gì? Cần nào? Cả cần này á. Không phải cái hồ ấy nước nó tốt. 2 năm nó nằm, cần của mình nằm dưới hồ mà cuối cùng ấy lên nó vẫn còn. Thôi mình sẽ thả cần đầu tiên thôi. Đây, mong rằng là anh em sẽ bao giờ nãy từ trộn mồi đến đây bao nhiêu 8-7-8 phút thôi mình ra đây mình lắng quá nhé các bạn ạ. Ui ôi đẹp quá, có lẽ tôi sẽ phải về bên này một tí đi Nguyễn nhỉ. Đây thì mình sẽ góc này đi các bác thông cảm cho em đây nhé.
Vâng ạ. Có thúng đến ông Hồng ơi hay là rồi gần thế. Gần ở đây ném xuống dưới này này. Thế thẳng ra kia không được à? Không, ra kia mọi người kéo câu chéo xuống mà. Câu chéo xuống. Ừ. Cô đến đây không? Không đến thì tí mình làm một quả thế này, hai quả thôi, còn bao nhiêu thì tua tủa xuống kia đi thôi. Không tung lên bên trên này này anh Nguyễn này. Từ đây cho lực đi, tung. Tung đi, tung. Tung đi, ở đó nhiều thế cơ. Đây. Mày ra tung cho nó đi. Đây anh em đang tích cực ra cần này để cái bên kia rồi. Bên này sẽ mắc nhau đấy, tung bên kia. Các bạn cùng chào đón những pha dinh cá nhá. Liệu mình có đủ may mắn để làm điều đó hay không nhá. Đây vào buổi tối đến rồi anh em không chưa may mắn chưa lên được cá to, chỉ đánh nướng cá này về ăn tạm vậy. Nướng là mấy mẻ rồi Huấn ơi? Hai mẻ. Hai mẻ. Mẻ mấy con thôi. Thế thì hấp dẫn rồi. Đây anh Nguyên, Nguyên bằng này cá nữa cơ. Còn cái đấy nướng rồi. Nướng rồi gì? Ôi trời ơi, nướng nhiều thế. Thơm quá. Giờ đói này đi ăn bờ ăn bụi bờ hồ này, đói thấy thèm luôn. Mẹ này sắp được chưa? Chưa chưa. Tí nữa nhỉ? Thơm quá. Đây vào ngày tối đầu tiên đây anh em cũng chuẩn bị được một ít cá để nướng để mà nhắm rượu đây. Đêm uống cho nó đỡ muối đốt nhá các bác nhé. Còn dàn cần thì vẫn ở bên kia. Đây các cái phao đèn vẫn còn sáng này, nếu mà chỉ cần phao đèn nó chạy thôi thì biết là có cá đây. Đâu để mình soi xem hôm nay có gì nào. Ôi rồi thế này thì quá ngon rồi, cá nướng. Ăn tạm vậy, được con nào to thì lên thì làm luôn rồi nhưng mà. Thôi mời mọi người nhá. Vâng, sau khi sáng ra đây. Trời thì mưa đây anh em, qua chú đây thì đây là con chép đầu tiên mà câu được đây. Đây mưa đây. Mình vừa mới ngủ dậy tại cái lán này đây. Thời tiết mưa nên anh em vẫn tiếp tục ra cần đấy nhá. Và con cá chép thì con đây là sản phẩm đầu tiên này. Được, khá khá đẹp. Nặng không? Cần vợt thì phải báo ấy. Chắc lại bé rồi. Ây da. Chép rồi, chép rồi. Ây da. Chép, chép. Úi giời. Đẹp đấy chứ. Hả? Thế là bắt đầu, hôm nay bắt đầu mồi phát huy tác dụng rồi các bác ạ. Đúng hôm qua, hôm nay. Á trời ơi. Đúng hôm qua, hôm nay là bắt đầu nó phát huy tác dụng rồi. Đấy, đè con cá xuống mà gỡ chứ, nó mắc tay ấy. Địp ạ. Cái của mình kia đéo đâu, cứ ăn dập da dập dùi, chả gì. Mình chỉ còn lại 30% pin thôi, mọi người không biết là có làm được hết ký sự này không. Lòng hồ thủy điện Na Hang thì bao la và rộng lớn thế này. Đây chỉ là một cái nhánh ngập của nó thôi. Đây. Đội bạn bên kia nổ ầm ầm, kia đội bên kia. Thấy không? Nuốt sâu thế cơ. Chưa được con to, họ được con 7-8 cân, mình chưa được. Đè em cá cẩn thận. Thế cũng coi như là mồi cũng phát huy tác dụng rồi. Đêm hôm qua nó không cắn vì mình không câu được, mưa. Rồi, thế là hai con rồi nhá các bác nhá. Để xem hết ngày về chương trình của em nó như thế nào. Nhét sách cái giỏ lên bờ mấy. Rồi, đá vào giỏ. Ba con rô, một móc cái này thì thế thì chịu rồi. Cho ấy thì đổ ba con rô này thì thôi gỡ đi. Con bé đâu nè, nó kéo cóng cả cân, muốn bổng cả cân lên rồi. Quyết định đi bạn ơi. Máy mình sao hết pin rồi bạn ơi. Con gì thì con, đóng đi. Không vào. Kiếp mà kéo căng như thế cơ mà.
Đấy, bé hay to thì cũng ấy rồi, biết làm nào bây giờ. Máy mình sắp không trụ nổi rồi, không biết là kỹ sự này làm đến đâu đây. Lại là rô à. Đội này chuyên phá mồi rồi, rô này. Tỷ lệ rô nhiều nhỉ. Để côn nhẹ đấy. Hàng chưa? Kéo càng đét đấy mà không được nữa thì đành chịu. Hả? Mà thấy nó lôi khỏe lắm mà. Nhiều cá tạp quá đi. Còn chưa hết mồi ấy. Được, con rô này xứng đáng lấy đấy. Xứng đáng lấy đi. Úi dồi, bên nội bạn nổ to thế. Đấy, nó phải giấy bụng bụng này cơ mới sướng. Đấy, úi dồi, chép phải như thế này, to nhỉ. Ố, con cắt nheo hay con gì đấy? Ô, con nheo à, ngon nhỉ, sao ăn lăng xê à? Đợi cho mình xin một tí, mình ghi... Đây này cá nheo này, hồ na hàng nó nhìn đẹp nhỉ. Đè xuống, anh đè xuống. Này mình chưa từng nhìn thấy con nào như thế. Đẹp nhỉ. Gỡ này nguy hiểm lắm. Ôi rồi. Nheo ăn lăng xê cơ. Cần vợt không? Cần vợt không? To đấy. Không, đừng nói thế này. To vào cây này. Cứ lấy vợt ra cho an toàn. Còn được, được. Chép, 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 chép. Thế cũng được rồi. Chống móm chứ. Con thứ năm nha bà con nha. Ui à. Tầm này. Cần đấy. Đấy, ông này bắt cá còn trình hơn gì ấy. Thấy chưa? Đấy, con thứ năm ở kia túi. Đây, hàng gian cân đấy, bên kia cái cắm tua tủa còn hơn trông. Con thứ năm rồi. Còn những con có tí mùi cá. Em út nhất đây hôm nay cũng được kéo cá rồi. Cúi cái cân xuống nào để cảm giác thế nào đấy. Đấy, đừng, đừng, đừng. Để em, để em. Đấy. Lấy cái vợt ra và xúc cho nó có tí cảm giác. Vợt đéo, mua về có dùng đéo đâu. Đây nha các cụ nha, xem nha. Thằng em út của mình đang không sao đâu, cứ ấy đi, cứ tua đi, không sao đâu. Cứ tua đi, nó mới mắc đây thôi mà. Đấy. Đừng, đừng giấc kiểu đấy gáy vợt. Cho một bé là bé thế nào. Cẩn thận đấy. Ấy, đè con cá xuống cẩn thận, gỡ cẩn thận. Gỡ lấy con cá ra trước, gỡ móc sau. Các đệ hôm nay câu rất là ok luôn. Ra được, ra được. Như vậy là cũng chuyến đi này của anh em thật sự là cũng không phí rồi, vẫn cũng có gọi là được con này con thứ sáu rồi. Đây nha các bạn nhé, đây là một cái nhánh lòng hồ thủy điện Na Hang, nó ngập đến đây nhá, ở đoạn Phúc Yên này, người ta câu rất nhiều luôn. Đây anh em một đội đấy, còn bên bên đội bên kia nổ mấy ác kìa, toàn hàng khủng luôn. Bên này có vẻ là mình hợp bãi này hơi nông, cứ rất đẹp đi. Nguyện dơ con cá ở đây cho anh em lấy các cụ rồi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Không, cái đấy tí khi nào về quay. Khi nào kết quả đó. Đây cận. Ui giời ơi. Ra chưa? Ra rồi. Còn. Cần thủ nguyện này hôm nay như kiểu là
ấy, ấy. Nhớ vợ ấy nhỉ? Ừ, như cứ làm như kiểu con rối ấy, kiểu gì ấy, to thế. Tầm đấy cẩu lên, ơi chá, đổ bờ kìa, ôi, chép mà, đổ bờ. Nổ liên tục nhưng mà lại rất là bé, nó chỉ có tầm cân hơn cân thôi, như thế này thôi. Ôi giời, cần thủ nguyện này làm như con rối này, nguy quá. Con thứ bảy rồi nhá các cụ nhá. Đấy, em Duy đang chính tay em bắt cá đấy. Không cần ấy đâu. Ôi, không cần bóc mang đâu mà, ôi ôi. Cầm hai tay nhá, cẩn thận nhá. Cảnh tượng hồ rất là đẹp. Nâng cái rổ cá lên thế nào Nguyễn ơi? À thôi tí đã nhỉ. Đâu mang về xem thành quả nào em ơi. Thu đồ, đội bạn vẫn còn câu. Ôi trời ơi, toàn chép. Rất ngon nhỉ. Mùi đỏ chót nhỉ. Đi đàn bà ấy nhỉ. Mày mở ô hẳn á, ô bao mày mở. Đây thành quả toàn được chép ấy. Nặng phết nhỉ. Thì ôi còn cá ngạnh kìa. Cũng ăn lăng xê. Chép ngon. Chép hồ, hàng hồ tự nhiên. Thôi. Chúc bạn may mắn lần sau thôi, lần này chỉ thế thôi. Có con. Sao đâu? Chọc vào tay đau ấy. Nó nhìn không rõ, hiểu không? Đây và sau khi mình đi câu về thì món cá mình làm đây, nguyên con luôn nhá. Hấp với các loại rau thơm đây. Mời cả nhà nhá, ăn cùng mình nhá.